đồ thầy họ Nguyễn con cầu đạo cầu bình an. Quả thực dâng lên đăng trà, quả thực dâng lên lòng tin mãi thịnh mẫu tiền nề cửu trùng. Tiệc mở thung dung nên chọn ngày lành, mở tiệc thung dung thì mời tam tòa tiên thánh hồi cung đồng mộng sáng đàn duyên. Đệ nhất thiên tiên cung thỉnh mời, đệ nhất thiên tiên thánh vân công chúa tượng thiên đồng. Vân các thôn quê phủ dày, vân các thôn quê nghĩ hương thiên bản nhà lê cài chân. Lũ nhang xa nhiệt pháp rơi cung quân chư Phật hải hội tất sao văn tùy sứ kết đường vân. Thành ý phương ngân chư Phật niên toàn thân. Trong đền sông sương nhan sắc khác thường hình dòng, nhan sắc khác thường giá danh đòi một hoa vương khuôn bì. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trên đàn hải ngàn lô nhiệt minh hương gia du tử mẫu lưỡng hồ ương hoa đòi đăng thanh lương chi tâm kim tương nhất chu viên thập phương. Lòng nữ ngủ đền để thoại cung trịnh như giang tân dành ngân lai láng nguyệt lâu lâu. Rơi đinh chân nhang phần khởi xung thiên thương tín chủ viên thanh nhân tài kim lâu phóng khoảnh khắc nhân luân tương biên mãn thập phương tích nhật xa du biết nạn hiểu tài trương. Dòng nhan thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương sơn lan thánh gia hồi cung có lệnh truyền ra được thánh ông có lệnh truyền ra ba quân thủy bộ cũng là chư binh. Thiên trường tức bảo điện
danh Sơn Hà Dục Tu Trung Linh Ý Khang Kỳ. Chính ngoạn cầu
xưa phê triệt hương hạ đức phu hên làm phiền sư tướng đáo lai hồ chỉ tỏ sai binh bộ binh tùy tấu liên thiên đình sớ tiên tấu lên thiên đình tấu xuống thủy phủ ba tòa xét xoay nhiệt tình sao đầu ngân
hà. Người giàu đi lên
cho chim về tổ với rừng non cao, ngàn lý xanh chưa mắc mỏng đào. Yeah.
vị Chúa Kiên, cung thỉnh mời tam vị Chúa Kiên, thỉnh Chúa Đệ Nhất Tây Thiên Chỉ về từ cổ triều Đinh Lý Trần
sắc đẹp tốt tươi dường già. Soi lên đàn lắm quả nhiều hoa, soi mi lên màn lắm quả nhiều hoa. Lên đi ngàn lắm quả nhiều hoa, xuống mà dạo thoát vào ra sớm chiều. Bụi mây nằm chín lưng đèo, đón tin hải sảo mỹ miều hôm mai. Con sao quài tôi dếp bên người. Âu vàng cánh sớ dâng lên, trước chỉ và thánh phụng trình mùa xa. Sớ chỉnh lên để nhất Chúa bà cho đây áo thượng là hiền linh. Chúa về đồng trạng quyết trạng linh, cuồng phủ đệ tử khắc linh thọ trường. Cho yên tôi chính vì từ đây cửa nhà phú quý lòng tài đề đá. Chúa độ cho yên của yên nhà, yên căn yên số lòng đề đá phúc lành. Chảy trong theo như tiếng như sao kèo, từ ngàn xa chân Chúa bà bước ra. Thì hai hoa Chúa đi hai trà, rừng ấp bù cất cao tiếng ru. Gọi cái rừng ơi, cái rừng ơi, trần gian ơi, chạy Chúa về đây chơi. Cho lòng về đây càng nhiều, Chúa ban cho giải nhất sang nhiều. Chúa ban cho giải nhất sang nhiều, tài lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Còn nhang khói cùng thờ, 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1 ngày rằm 14.
đề bụi hồng phương mang. Chúa giáng lâm đền ni vàng sực đức các tiên cô, khâm mi trực mà trước sau cô thì tự thả vấn đầu, cô thì mi hối hả tên mi chồng Tiên Chúa xưa. Chúa ban cho một chút lộc thần này, còn này riêng ghế họ Nguyễn Chúa để nhiều phần hơn xưa.
trung điệp tiên chúa bà ngự cảnh long tiên tiếng trống đồng vang đánh xa đưa ý.
cõi năm xưa. Anh đầu con nhang khói phụ ba mươi mục hồ người tứ hôm rằm ba mươi mục hồ hôm rằm mười tứ. Chân chúa đi sườn linh thiêng lắm lối, này người ơi, chúa xin chọn lối này, xin chọn lối này thôi. Đồi núi bao la, lên bàn đi hái trăm hoa, hai hoa, hai hoa mang về bàn lên đây biết bao nhiêu thanh đồng, chờ mong bát khen biết bao nhiêu thanh đồng. Danh tài còn ghi
chiều thái tổ một thôn nghèo, mát nê đỏ trên nê nương năm chiều khói tỏa màn sương. Trình Phật thánh phụng trình vua cha
sự trình lên cà phê chúa mà đổ cho họ nguyện lòng thành nhất tâm thanh nhà mi bích đồng đi ngự lầu hồng phủ đi
vàng, suối trong nước bạc rừng vàng. Nghĩ soi sáng khắp
gần xa, soi cho đệ tử lộc nghi tài bình an. Đệ tử con khấu đầu vòng bái xin Chúa Bà giáng nghi phúc lưu ân.
chúa ngự thành bàn đi ai à. Thầy cầm tính tổ hát vang núi rừng nghe à. Tu tiên khí dụng công đi pháp trì pháp hiệp tổ ta quỷ sở quý miền Lạc Sơn hey.
chúa ả hằng ha thua sắc, bước khoan thai nhẹ gót lên non. Dù cho nước chảy đá mòn y nó miếu năm phương ê, rõ ràng năm miếu năm phương sắc phong bàn cảnh thì ra hồi phùng mình đế đình vương quan phùng mình đế đình giao y sát thủy trừ tình như chóc à trần bóc vỏ xoay
soi lòng hướng về bóc bỏ soi lòng soi tâm soi tính cõi lòng trần gian chữ dòng lại nở ra dòng lấy ở thiên đình sổ tiên lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này cầu cho vạn sự vạn may ban lốt ban đai ông về ban lốt ban đai để nhất cho đồng giàu sang đổ cho họ nguyện bình an lấy ở sông Ngân nước tiên lấy ở sông Ngân mang về mở phủ trình đồng hôm nay đổ dồn tha cái tháp con tắm mệnh cho đồng ông về tắm mệnh cho đồng bao nhiêu hàn ách như tống ra hải ngoài trồng cây cây tốt xanh cây trồng lên cây đức bốn mùa ngát hương tấu lên thiên đình mệnh này tấu lên thiên đình tấu về thủy phủ tam tòa chúa tiền sơ hồng bút ngọc che biển sông thời phải bắc cầu yên căn lạnh số bắc cầu từ tâm quan về quan quân cầu âm hai nhị nhị thính thanh nghi khai tỷ tỷ năng số hai cầu cầu thông thuyết hai tâm tâm hoan hỷ khai thúc năng bộ hành bái tạ thiên đình hình nhân bái tạ thiên đình trước trình phật thanh nghi phục trình vua cha nam tào bắt đầu xem qua thống chi thiên địa không sai
ý chức đại thần. Biến cho đường kê cho nhị tự trường sinh. Vâng mệnh hoàng thiên điều thời, vương mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền đi giang thế dương gian, quan về mở phủ khai đà. Ban tiền, ban ngân, ban xuyến, gạo tiền lấm no trầu này trầu nghĩa trầu tình. Cắt tóc làm tôi ông về, cắt tóc làm tôi nối đời làm con, sớm khuya phụng sự người khói nhang phục trình. Xoay khắp bốn phương gương trong, xoay khắp bốn phương soi cho thấu hết trầm luân mọi loài lược tiên cùng chị hằng ăn. Nhiễu khăn hoa khăn này khăn gấm khăn hoa, xoa cho đệ tử sạch không lầu lầu. Ba xón ăn xương quạt trầm, ba xón ăn xương tay ông mở quạt nghe lại thương thanh đồng. Ông về ban đỏ cho đồng soi đường chỉ lối, biết đường tu tông nước tiến đẩy hết bụi trần. Thanh cao rồi lại người phần thanh cao, soi lòng ông về bóc bỏ soi lòng, soi tâm soi tính cõi lòng trần gian. Lấy ở thiên đình sổ tia, lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này, cầu cho vạn sự vạn may. Ban lốt ban đai ông về, ban lốt ban đai, ban đai đệ nhị cho tân thanh đồng đồ cho nhị tự trường sinh. Từ sông cái đổ dồn thác con quan về đắng bệnh cho đồng. Cây tốt xanh cây trồng, cây tốt xanh cây tươi nên cây đức bốn mùa nở hoa. Thời phải bắc cầu qua sông, thời phải bắc yên căn lệnh xô bắc cầu, từ tâm quan về quan quân cầu âm. Phục thịnh thịnh như lai điểm khai, khai nhiễm hình chiếu quang minh. Bái lạy thiên đình hình nhân, bái lạy thiên đình trước trình Phật thánh phụng trình vua cha. Năm Bính Dần,
mùng 3 tháng 1 thầy hầu bà xin được nghe vương quang bách quan vọng bài cửu trùng chúa phê lòng bút sắc phong hè vàng quan âm giới quyền hành trình sáp lương càn khôn lặng thoát trong tay khâm thừa sắc lệnh xưa nay quyền quan giám sát trước dày điện cung hợp bản loan đình thần tứ phủ chén diệu đào quan chú quan anh một bầu gió mát trăng thanh đàn nha sáo thổi vào quanh trước đền năm điên cảnh trong vùng mì phố cát danh tiếng đồn bị giám sát anh linh vốn xưa giá ngự thiên đình quyền ngài cai quản giáng sinh điện phủ sổ hội đồng một tay nắm giữ thấy ra hồi cùng thái tử đề tam phong tôn thần quan lớn thái tử đề tam ở ngoài quán cổ lãnh giang uy hùng anh hùng thì cái thế có ai bằng thái tử lê vương quang mắt rồng chói chói long nhan gương thần thì giác mê bạc ai đang y pháp màu chiến nhang tấu về thủy quốc các ban các tòa thiên đình địa phủ diêm la văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên đi quan về tô đôi chép biên lộc thành khi cho đệ tử trường sinh chư phu chư quy lộc tài đề đa từ nay phú quý bình hòa tiền đông về ban gạo ban tiền ban
ngân bang xuyên lộc tài để đa châu bình châu quế ban ra. Cắt tóc làm tôi ông về, cắt tóc làm tôi nối đời làm con, sớm khuya phụng sự khói nhang phụng trình gương trong xoay khắp bốn phương. Lược tiên trải chuốt đi cho đồng thông minh, nhiễu khăn hoa khăn này khăn nhiễu khăn hoa xoa cho đệ tử sạch thông lầu lầu bốn mùa vạn lặng can qua. Ban đỏ cho đồng ông về, ban đỏ cho đồng dẫn đường chỉ lối, biết đường tu tâm vạn ngà ba sáu ngàn giường ông về mở quạt lại thương thanh đồng. Tẩy hết bụi trần cho đứa tiên, tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao, chữ rồng lại nở ra rồng thạt thông lại nảy trồi thông dường ra con hồng cháu lạc đề đa. Lấy ở thiên đình sổ tiên, lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này cầu cho vạn sự vạn may. Ban lốt ban đai ông về, ban lúc ban đai, ban đai tam phủ cho đồng thông minh. Lấy ở thủy cung nước tiên, lấy ở thủy cung mang về mở phủ trình đồng hôm nay ông về tắm bệnh cho đồng. Trồng cây cây tốt lộc xanh đầy ngàn, thời phải bắc cầu qua sông, thời phải bắc cầu yên căn lành số, bắc cầu từ tâm phục thịnh thịnh như lai điểm khai khai nhiễm hình chiếu quang minh. Bái tạ thiên đình hình nhân, bái tạ thiên đình trước trình Phật thánh nghi phục trình vua cha. Thank you.
thăm nổi dây sóng bạc đầu nửa xoay về cho tôi lành giang nước rẻ hai hàng quần quần chưa chấm lạnh giang có lớn ngài uy hùng tòa thủy tộc hoàng thiên tích mệnh dài giang khê mạch rồng uốn lượn chiếu càn khôn khí vượt nguy tụ ai địa linh thiên giáng kỳ tài anh hùng giáng thế mà dẹp loài xâm lăng lượng tức thì
thì tan tác đều sợ uy nghiêm pháp hùng anh. Đường đường là quốc sĩ vô song, cho tài xung trận đại phong nghi lấy lừng. Chức võ thần quy đủ năm phương,
con trèo, đưa con trèo du lịch bốn phương. Có phen tuần tú sông Thương, trở ra tỉnh Bắc quê Dương nghi lục đầu.
cũng có khi phi phương biến hóa. Qua Nghệ An thượng hải đồng sáng, tin rằng treo quét cuồng loan khi chơi tô lịch lúc sang mi sông cầu hồ. Về mà tín huyền thiên tôn sao miền thắt cái thắt còn khi chơi sông hát lúc quan sang sông bờ. Chim nổi dư man chiều thuần văn võ bá quan sai lên đón rước vương quan đi về châu. Thank you.
dần dần nổi cơn phong vũ xoay vần nề bốn phương. Con lớn đề tam người thông minh trí trường, trong triều đình là bậc nhất tài cao, lược thao thao lược y toàn tài, đình thần tam tứ phủ nào ai có sánh bì. Họ Nguyễn con này nhất tâm bán đạo, kêu quan lớn về lai đạo để đây, quan độ cho con nhang bán đền này, lộc quan tam phủ xem dày như núi sông. Tấm lòng thành họ Nguyễn con sở nguyện nì, giáng phúc lành mỹ ứng hiền hà xa, độ cho phúc đắng hà xa, bạc vàng phú quý vinh hoa trọn cuộc đời. Chiếc thuyền lan mà chèo đua bè lái, quan trèo về đền Bát Hải du xuân, ngã ba thuận đường quan mới nghỉ chân, họa thơ ly đố ca ngâm mi tỏ tường. Sông có hạn nhưng lòng đâu có cạn, đã sông mòn gương sáng còn soi, muôn dân ghi nhớ ơn người, tam giang rộng mở đón họ Nguyễn nhất tâm. Cứ vào năm trung tuần tháng sáu, người trên bờ người ở dưới sông, khắp nơi nơi tiếng nhạc reo lừng, họ Nguyễn xăm lễ ra hồi điệp qua. Thành đồng họ Nguyễn con thành tâm lễ bái, quan đi về đồ buôn may bán tốt, quan tam sang ý ngọc lời vàng, độ cho họ Nguyễn muôn vàn để tốt tươi. Khi thông thả bàn trà điểm nước, hợp bàn tiên và điều thuốc thi ngâm, dập dìu hầu hạ mì dư trăm, cô dâng xiến ngọc cô dâng mà xiến vàng. Lên thiên đình mình khâm thừa ngọc ân, triển y hùng mà chân trốn lành giang, quan tam là danh tướng anh hùng, nhiều bàn văn võ công đồng mì dưới trên. Sông quê sơn mới nói dài bắc cạn, sông kỳ cùng mới lai láng dòng xanh, dạo chơi các độc tam thanh, bắc
Khê Ma tiến về thành Chi Lăng. Mà chảy xuống Kinh Môn, sáu sông chấn càng càn khôn, theo dòng sông cái đổ dồn về xuôi. Tiếng quân giao nói cười sóng già, tiếng chuông cầm lừng cả muôn nơi. Long chu xuống biển đi lên trời, lên rừng xuống suối ra khơi quan về nguồn. Trước hội đồng mỹ văn họ bà quan,
giàu nghèo. Phép thần thông mi
Bạch Hạc thì một hồi chuông, đầu rồng thấy rõ trong xương nghi rụng rời. Chiến các tướng mau mau đi đón dương, quan nhà trời bão giảm tay cân. Trên trời nổi trần phong vân, bốn phương tam hướng mình mông mi hải hà. Dưới đáy thủy cung quần quần chín khúc sao long, nhô lên mặt nước cuồng phong nghi vây vùng. Long vân mi đèn dòng quan loan ra,
ngự ngai vàng bây giờ giờ năm mấy. Sập dòng bát ngát hương bay, lầu son phủ tiếu công đồng hòa nguy nga. Kìa sóng xô mi đôi dòng mi xích bích, mái thuyền dòng mi nặng gánh gian san. Dập dìu sóng vỗ chan chan, khi trời sông đáy lúc sang mi sông cầu. Xô mi vây vàng mi giáp cá, cuốn bên mình mà núi đá núi voi. Thuyền dòng mi rào khắp muôn nơi, cười mây lướt gió mây trời mi vẫn ru. Có khi dòng mi long trình mi thành chơi trốn tuyên quang, vượt qua thác cái thác con ní gập gành. Trong đền dù mi mây lồng bóng nước, núi chập trùng mà phía trước phía sau. Lịch còn ghi tòa lãnh giang thắng tích, thường đặng thần đích thực chung quân. Thành ra hồi vụ điệp bàn loạn, mời quan đệ tứ vốn con trời giáng ngự tòa thiên cung. Hãy subscribe
lên thượng lai văn sớ dâng lên đi tôn quan đệ tử chép biên dành dành kê cho đệ tử bình an. Cửa nhà cát cánh yên lộc tài đề đa từ nay phú quý bình hòa. Phật thánh chỉ truyền đi giang thế dương gian quang về mở phủ khai đà. Ban gạo ban tiền ông về ban gạo ban tiền ban ngân ban xuyến lộc tài để đa chầu bình ông vẫn ban ra. Cắt tóc làm tôi ông về cắt tóc làm tôi nối đời làm con sớm khuya phụng sự người khói nhang phụng thời thông kinh có chút nam mô. Soi cho trong sáng như gương, soi cho thấu hết trần luân mọi loài lừa tiên của chị hàng ma, đem về trải chuốt nên cho đồng yên căn. Khăn nhiễu khăn hoa khăn này khăn nhiễu khăn hoa, xoa cho họ nguyện nên sạch thông lầu lầu. Mùi trần nước tiên tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao. Ba sáu nan dương quạt trần ba sáu nan dương tay ông mở quạt đi lại thương thanh đồng. Bóc vỏ soi lòng ông về bóc vỏ soi lòng soi tâm soi tính cõi lòng trần gian. Lấy ở thiên đình sổ tiên lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này cầu cho vạn sự vạn may. Ban lốt ban đai ông về ban lốt ban đai đệ tử cho đồng dầu sang đổ cho đệ tử bình an. Nước này là nước sông Ngân đi chảy từ sông Cái đổ dồn thác con quan về tắm mình cho đồng. Bao nhiêu hà nách đi tống ra hải ngoài trồng cây cây tốt xanh cây tưới nên cây đức đi bốn mùa nở hoa lộc cô lộc cầu lộc trầu. Thời phải bắt cầu qua sông thời phải bắt cầu yên căn lành số bắc cầu từ tâm quan về quan quân cầu âm. Cụ thể Như Lai điểm khai khai nhiệm hình chiếu quang minh bái lạy thiên đình hình nhân bái lạy thiên đình trước trình Phật thánh phụng trình vua cha Nam Tào bắc xem qua. Quả tốt
làm việc tà khó lọt thiên la. Phúc phần ấy chính tại ta, gieo mầm phúc thiện đỏ hoa bốn nở mùa. Chữ nhân nghĩa ngàn xưa lưu để nhớ ơn người kinh lễ dâng hoa. Bốn phương nô nức gần xa, đất lành vĩnh bảo một nơi tòa thế chính cung. Thánh gia hồi cung lẫm liệt tung hoành xa uy, lẫm liệt tung hoành chỉ tà sát quỷ có lực tuần tranh đại tài. Xin phán các quan tả văn nêu võ tướng bang đóng đàn lệnh truyền văn võ đôi hà, văn võ đôi hàng lệnh truyền văn võ đôi hàng yên binh vạn mã hằng hà kéo ra. Văn sứ dâng lên đường mai, văn sứ dâng lên vương quan để ngũ chép biên rõ ràng về cho họ Nguyễn Trường Sinh. Thịnh thịnh như lai điệp khai, khai nhiễm hình chiếu quang minh.
bái tạ thiên đình hình nhân, bái tạ thiên đình trước trình Phật thanh nghi phụng trình vua cha. Tài mã dâng lên kim ngân, tài mã dâng lên quan phần tâu đôi, hai về chứng cho ông về đúng nạp vào kho, độ cho đệ tử bình an thăng ngày, khi cho phúc lộc đề đa. Cần bước chân ra ngoài phải cho nghiêm chỉnh, thừa lệnh có lớn tuần trên đã đa.
tráng sĩ ngàn năm ghi để dấu anh linh Thanh Đồng họ Nguyễn thì đã về qua bến sông Chanh thăm người tráng sĩ tài danh chi tuyệt vời. Sông Chanh vẫn còn đó, công của Lớn Tuần mãi còn lòng đau giết giặc tung hoành, đó là ai? Sông Chanh vô sóng trả lời vượng quan để ngũ sáng ngời trong phủ đinh già sông Chanh đêm ngày vẫn chảy sông tuôn trào quần quần chảy về đông nguyện con vẫn nhớ người trang sĩ lập nên công khi về hầu quân lớn bài thuộc lộc ban danh ngựa chiến sông chân mạng công có Lớn Tuần ghi tạc ngàn bao phen giết sạch giặc thù ơn quan đề ngũ ngàn thu vẫn còn truyền tạo hóa ra hai lần hiện thành bỏ an dương vương để giết giặc vì triều đà dòng sông Chanh mà khúc khiếu hoàn ca kỳ cùng thăng tiến.
ca quan lớn tuần. Thuở niên thiếu mi vào sinh mi ra, đôi chỉ đồng mi còn nhẹ tựa hồng mao. Trên trần còn nằm gánh gian lao, sử danh lưu để năm Tàu mì có tên. Họ Nguyễn còn mì cúi đầu mì cùng Tiến Văn Châu mì để ngũ tuần tránh. Quy ra mì lấm liệt thì tung hoành, trừ tà sát quỷ nên danh tướng tài. Cánh thiên thai mi quan tuần mi giá ngự, các bộ nàng mi tiên nữ dâng hoa. Minh giang mi chính quán quê nhà, danh làm cổ tích ngự hòa mì ngồi cao. Đấng anh hào mì cổ kim lừng lẫy, khắp mọi miền mì đã dậy thần cơ. Cửa sông Trung Nam Bắc phụng thờ, kỳ cùng lại nổi đền thờ quan tuần tránh. Cành Am Thanh mà nhiều bề lịch sử, vốn đặt bày mà từ cổ dị lai. Có phen chơi trốn thiên đài, đào lan quế huệ sum vầy xương ca. Khắp gần xa mi bách quan mi đều biết, quan lớn tuần mi lẫm liệt thần cơ. Cửa sông đâu đó mi phụng thờ, Ninh Giang thiết lập đền thờ ngự ngôi cao. Trên bát ngát đôi long trầu hổ phụ, dưới tam đầu mày kiều vĩ trầu lên. Lân dần mì phụng mùa đôi bên, thỉnh quan để ngũ ngự lên nê sập rồng. Sắc vua phong kiếm chi tam rơi, hay mì chóc là sát quỷ trừ tình. Ngài vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản chú dinh mỹ nhà trời. Ngự đồng họ Nguyễn thì mình quyền đi bóng quý, nương uy trời mà thị kỳ đoan trang. Quan tuần mà hiền hách uy quang, giá tay tế độ trần gian con được nhờ. Lúc bấy giờ ra tuy hùng nương uy trời mà cứu độ muôn dân. Đùng đùng nổi trận phong vân, thường đồng ban phép cứu dân quan trừ tà.
gần xa mì bách quan đều phục. Ai có lòng mì hướng phúc hà xa, dù ai bệnh hàn mì không qua, cầu quan để ngũ bệnh đà tan ngay. Chuyện tha hay là cách trở giang hòa, cầm cờ chỉ núi núi đã tan không. Đêm cùng bày ông giữ việc thì cùng đôi lệnh cứu chung và cứu độ muôn dân. Nhân xe đắc nhân, họ nguyện cầu phúc bản thân cho điều hòa. Tiếng nước xanh mới tung hoành dũng lượm nề, cảnh non bồng mới nước nhược thì bồng lai. Khi chơi bàn trúc bàn mai, bàn loan tiệc ngọc vui vầy xương ca. Các bộ nàng bị ra tay bè quê, quan rào chơi mới thành tùy hồ tiên. Ba nghìn mì thế giới dư thiên, tiếng quan đệ ngũ khắp miền mì đông tây. Tiếng thét vang bài sai thì lôi sáng, quỷ cùng tà mà khách tán hồn siêu. Cho muôn dân được hưởng an phước lành, nêu cao chữ đức anh linh sống ở đời. Tuy ra thổi gió mi thét mây, phép ông ứng hiện mây đổ cây mi tốt nhà. Xa từ bia phút thôi ông lại biển đi, cười tướng bạch hổ lên trên trầu với thượng thiên. Khi cầm quyền ngài còn đang tra xuống, nay ông còn bị đổi số cho lịch sử đáng trai bậc anh hùng. Kiếm chi tam dưới các tòa, ông về giá ngự mi sướng ca mi điển tiền. Chữ thập cải thành chữ thiên, phương phủ họ Nguyễn thiên nhiên ý thọ trường. Sự tai đồng gia họ Nguyễn ai ai cũng thịnh cường. Cho hai nghề buôn bán trăm đường, làm ăn lưu loát bạc vàng mì đề đá. Nguyện thứ ba chúng cung tài mì cọc bé, bốn mươi nguyện được phú quý giàu sang, năm nguyện độ được sống lâu, đời đời con cháu được phúc
lâu giàu về. Sáu huyền chắc dáng hoàn huyền, phương phù họ Nguyễn Lộc Tiền Vinh Hoa. Bảy huyền phúc đẳng Hà Sa, bao nhiêu hàn ách mi tống ra hài ngò. Trung thịnh vượt lộc tài ban ân, chín nguyện vì giáng phúc lưu ân, hương phù họ Nguyễn mười phần con vẹn mùa hay. Đồ cho tới nguyện đi thứ mười, con cháu cháu đời đời hiền vinh. Về đồng mi tông ách trừ tai, quân phù họ Nguyễn phúc lâu quan an lành. Nước văn lang đi vào đời thục trừ, giặc triều đàm cố ý xâm lăng. Thiên đình ra lệnh tấn binh, thuyền bè qua bến sông tranh mỹ dập trời. Bóng núi trần phong lôi bão tam, ba quân đều sợ hãi tiếp kinh. Hỏi ra mới biết sự tình, thiết bày hương an lễ trình bên sông. Mời trưởng lão trong vùng thôn xóm, khấn vừa xong mới sống lặng sống yên. Uy linh sự đã hiển nhiên, lệnh truyền dân xã lập đền thờ bên sông. Cần ghi nhớ quan toàn đi tài cao, biết tháng năm qua miền thắng tích, thắp tuần nhang đi cảm kích anh linh. Quan toàn mà hiện hiện uy linh, ngôi cao giá ngự triều đình nghi phóng công. Mì hoang vụ hồ phong, đạo thiêng hộ quốc một lòng. Sư tà sát tùy pháp ông mỹ nhiệm màu. Tài văn võ công đồng thao lược, chỉ thần thống giữ nước an dân. Trai tài gương sáng trung thần, hoàn gia trái nghiệp tổng thân quan đâu sợ. Đất Ninh Giang mi nước non ngàn dặm, chốn kỳ cùng mà núi thầm sông sâu. Khắp Hòa Nam Bắc đâu đâu, đại đông dẹp Bắc nhiệm màu ngoài linh.
sinh thần mà cung tiền dâng hoa, có trái thơm quả ngọt đăng trà, khấu đầu khấn đảo cửa nhà mà yên vui. Xì thềm loan trước làn gió hoàng đưa nhang, ngài vàng lồ lộ lòng nhan quan lầu lầu. Dần sóng mênh mông mi hài hà.
đệ nhất nguyện xin tôn quan giáng phúc độ muôn dân mới sung túc ngoài làng trẻ già trong xóm ngoài làng đức thời vô hạn bình an ni thọ trường. Văn ban ma tin dùng
châu thôi. Có lớn toàn ngày trở ra đi tôi tướng bạch hổ lên châu thường thiên ra hồi cùng đến dòng hôm mai thánh châu đệ nhất vui vẻ đền dòng ngày chơi phủ tia lầu hồng đi vào ra hồi cùng tiên thánh thượng ngàn dân văn tiên thánh trên bàn đông cuông tuần quán sáng nghỉ đền chúng ta đây sẽ ra hồi cùng chủ lục cung nương sắc phong mê lục cung nương vốn dòng lãnh tộc quê hương thuộc về ta tỉnh lạc sự
tâm cho thánh đồng. Treo tranh trách một bờ, sương rơi lác đác.
sớm chiều bách điều cá vàng, tay khơi biển bạc rừng vàng đem cho trăm họ, giàu sang đời đời đem cho trăm họ, đời đời giàu sang. Phật hải hội tất sao văn tùy sư kết đường vân
thành nghi phương ngân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Hồi cung địa tiên cung thỉnh mời thanh mẫu địa tiên vốn xưa sinh thành nghi mẫu ngự đền nghi sóng sơn. Trên ngàn hải ngàn lô nhiệt minh vương gia du tử mẫu lưỡng vô hương hòa nồi đắc thành lương trí tâm kim cương nhất chú huyễn thập phương. Nam mô Hương Cúng Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành ra hồi cung đề tam mẫu tiên cung thỉnh mời xích lân long nữ ngự đền để thoại cung. Khế thủ kỳ tô tất đế đầu diện định đế thất cô chi ca kim xương tán tại chuẩn đề di ghê từ bi thủy gia hồ. Nam mô tất đa nông thăng miệu thăng bồ đề cô chi đức đất điện tha an chiết đề chủ đề chuẩn đề sa ba ha. Sơn Thánh Giá hồi cung nghi thường châu.